chào quý vị. Thưa quý vị, lại một lần nữa Ngọc Nhi xuất hiện trước màn hình TV với lại một cái sản phẩm rất là mới và rất là độc đáo của công ty Billboard. Như Ngọc Nhi có nói với quý vị đó là cứ mỗi 6 tháng một lần, Billboard sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm mỗi ngày sẽ độc đáo hơn, lạ hơn và các thành phần trong đó nó càng tân tiến hơn để bắt kịp cái sự tiến bộ của khoa học. Và vì như vậy đó thì chúng ta mới có cơ hội để học hỏi hơn và dùng những sản phẩm tốt hơn ở da chúng ta. Thưa quý vị, là phụ nữ thì chúng ta có cái tính là hay thay đổi. Vì tính hay thay đổi đó đó cho nên là quý vị đổi mỹ phẩm liên tục. Cái sự đổi mỹ phẩm liên tục đó nó sẽ giúp da quý vị mất đề kháng và bị stress. Đó, vì vậy mà sản phẩm mới ra thị trường này, Ngọc Nhi và Viện Nghiên cứu Tế bào gốc của Đức đã nghiên cứu rất là kỹ để giúp quý vị tìm hiểu và đưa những cái chất nào đáng vào da quý vị. Thưa quý vị, hầu như chúng ta ai cũng thích là trắng da, ai cũng thích một cái làn da mịn màng không tì vết. Nhưng thưa quý vị, cái sự sai lầm của chúng ta là chúng ta cứ đi tẩy trắng da mà chúng ta quên là phải nuôi dưỡng tế bào da. Bởi khi một cái tế bào da đã được khỏe thì nó tự động sẽ sáng da mà thôi. Thưa quý vị, vì vậy mà ngày hôm nay sản phẩm trước mặt Ngọc Nhi là cái bộ Caviar. Đây là một cái bộ mỹ phẩm đặc biệt được bào chế từ những chất thật là đặc biệt nha quý vị. Bốn nguyên liệu chính trong sản phẩm này. Thứ nhất là dầu mè. Thấy lạ không? Được chiết xuất từ dầu mè. Thứ nhì, dầu hạnh nhân. Thứ ba, omega 36, vitamin A, E, C, D. Và cuối cùng, độc đáo nhất là trứng cá hồi. Quý vị biết, Billboard nổi tiếng với sản phẩm Caviar Drink Collagen làm từ nhau trứng cá hồi của Nhật Bản đã thành công 15 năm nay. Và hiện giờ, collagen của Billboard với nhau trứng cá hồi vẫn đứng đầu thị trường collagen trên Hoa Kỳ và những nước khác. Thì thưa quý vị, trở lại một lần nữa, Billboard đã nghiên cứu thành công đưa được trứng cá hồi vào chính sản phẩm trước mặt quý vị đây. Theo hình quý vị thấy đó là trong cái bộ này đó chúng tôi có 3 chai. Thứ nhất là cái túp ngày, thứ nhì là cái túp đêm và cái cây chính giữa đó, cái túp chính giữa dễ thương đó, đó là cái serum. Thưa quý vị, serum cũng từ trứng cá hồi, nó giúp thế nào với làn da quý vị? Mời quý vị nhìn kỹ trên màn hình để theo dõi sản phẩm này và chúng tôi sẽ phân tích từng chất cho quý vị. Thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm gồm có kem ngày, kem đêm. Và kem ban ngày gồm có những chất gì thưa quý vị? Những chất trong cái chip kem này đó, nó có thể giúp quý vị tái tạo làn da một cách thật là nhanh chóng và thật là độc đáo. Bởi vì quý vị đưa được những cái tế bào gốc của thực vật, những cái tế bào mà nó làm tươi da quý vị. Thứ nhất là từ cái sunflower seed oil, có nghĩa rằng đây là một cái loại dầu được chiết xuất từ cái hoa hướng dương. Thì các thành phần trong dầu hoa hướng dương đó nó giúp quý vị là chống được cái oxy hóa cho da quý vị. Nó bao gồm có vitamin E nè, làm trắng da nè, vitamin A là làm mờ cái đốm trên da nè, vitamin C nè và vitamin D. Thì vì vitamin E trong cái sản phẩm này đó nó đưa vào da cực kỳ mạnh, cho nên nó ngăn cản được những cái tia cực tím sẽ ảnh hưởng tới da quý vị. Dầu hoa hướng dương nó rất là giàu vitamin A và vitamin E nữa. Vì vậy đó nó giúp tăng cường sức khỏe làn da quý vị. Nó hoạt động như một cái chất chống oxy hóa, nó tái tạo lại những tế bào bị tổn thương và loại bỏ cái vi khuẩn gây gây mụn quý vị. Thưa quý vị, trong cái loại cream này đó nó vừa nhẹ vừa không có độ nhờn nhiều. Cái độ nhờn của nó làm từ dầu các loại hoa cho nên nó không làm bít lỗ chân lông quý vị. Nếu quý vị nào có một làn da mà mình hay bị mẫn cảm, rất là dễ nổi mụn, rất là dễ bị nhờn, rất là dễ bị ngứa ngáy thì thưa quý vị, cái hộp cream ban ngày của cái Caviar này nó giúp quý vị loại bỏ cái nhờn. Nó đưa đúng độ ẩm quý vị cần. Vitamin E, vitamin C, vitamin A, vitamin D. Bốn vitamin độc đáo đó từ cái dầu của hoa hướng dương sẽ giúp tái tạo lại làn da quý vị và đặc biệt là ngăn chặn làn da quý vị sẽ không bị bắt nắng, không bị cái tia UV nó làm ảnh hưởng tới da quý vị. Rồi thưa quý vị, chất thứ nhì là gì? Chất thứ nhì là dầu mè. Hồi nãy mình nói là về dầu hoa hướng dương rồi, thưa quý vị, về dầu mè. Dầu mè tác dụng thế nào với da quý vị? Thì thưa quý vị, theo tài liệu như có trên tay đó,
dầu mè mình ăn hàng ngày, biết quý vị biết rất là tốt đúng không, trong thực phẩm của mình hay trộn vào mè vào. Nhưng mà thưa quý vị, dầu mè là chứa nhiều kẽm, nó giúp da chúng ta sản xuất ra collagen. Điều này nó giúp da chúng ta đàn hồi hơn, săn chắc hơn và sửa chữa mọi tổn thương của da. Dầu mè giúp làm chậm hóa trình lão hóa của da, vì trong dầu mè có chất chống oxy hóa gọi là sesamo, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và đường nhăn. Thưa quý vị, năm lợi ích tuyệt vời của dầu mè là gì? Thứ nhất, ngăn ngừa nhiễm trùng cho vi khuẩn. Thứ nhì, sửa chữa những tế bào da bị hư hại. Thứ ba, chặn lão hóa của da, làm chậm tiến trình lão hóa cho da. Thứ tư, một loại kem dưỡng ẩm cực kỳ nhanh mà chúng ta được nó dưỡng từng ngày từng giờ một trên da chúng ta. Thưa quý vị, cuối cùng là nó giúp sáng da. Vì dầu mè chứa đầy kẽm, một khoáng chất cần thiết để sản xuất collagen, cho nên nó giữ da linh hoạt bằng cách giữ cho mềm và dẻo da. Đồng thời, dầu mè nó hút độc chất ra ngoài, thưa quý vị. Dầu mè nó hút độc chất ra ngoài. Cho nên khi mình xài cái bộ này đó thì cái da quý vị sẽ được dưỡng ẩm tốt, sẽ được đưa những cái vitamin vào da tốt và đặc biệt sẽ được hút những cái độc chất ra khỏi da. Đó là chất thứ nhì. Chất thứ ba là gì? Chất thứ ba là dầu hạnh nhân. Quý vị nghe nói mình ăn hạt hạnh nhân rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà không có bị lão hóa cơ thể nè, đẹp da nè. Nhưng mà dầu hạnh nhân được viện nghiên cứu tế bào gốc của Đức đưa vào trong cái bộ cream này. Thì dầu hạnh nhân là gì? Thưa quý vị, dầu hạnh nhân là những cái chất mà chúng ta rất là cần cho cơ thể, rất là đẹp da. Thì thưa quý vị, trên tài liệu khi có trên tay đó, dầu hạnh nhân á, là rất đặc biệt để cải thiện cái độ sáng của làn da. Vì dầu hạnh nhân chứa nhiều vitamin A, mà vitamin A thường thường á, là người ta lấy ra người ta làm cái chất retinol. Cho nên đó là dầu hạnh nhân nó có rất là nhiều vitamin A, là có retinol trong đó. Thì thưa quý vị, theo những nghiên cứu khoa học cho biết đó, thì dầu hạnh nhân có thể giúp làm đều màu da, ngăn ngừa nếp nhăn, khiến làn da mình tươi trẻ và sáng mịn. Đồng thời nó cải thiện cái độ sáng tổng thể của làn da. Vì vậy mà nó loại bỏ vết thâm hay nhất trong cái cream này đó. Là quý vị dùng đó, quý vị có thể ngoại trừ những vết thâm trên mặt quý vị có thể dùng cái cream này sức quầng mắt mình chung luôn, và nó giảm những vết thâm và những vết nhăn ở quầng mắt quý vị. Thưa quý vị, thị trường có hàng trăm hàng ngàn loại mỹ phẩm, nhưng để tìm một loại mỹ phẩm làm từ viện nghiên cứu tế bào gốc không phải là dễ. Và tìm một loại mỹ phẩm được chiết xuất tất cả từ những cái loại dầu như hoa hướng dương, dầu mè, rồi dầu hạnh nhân, dầu trứng cá hồi, quý vị không tìm được ở thị trường đâu. Bởi vì thưa quý vị, có những cái loại hóa chất giúp quý vị trắng da nhanh, nhưng cái hóa chất đó cũng tác dụng phụ. Người Việt của chúng ta một câu là như vậy: dục tốc bất đạt. Cái gì nhanh cũng dễ bị hư hao, đi nhanh cũng dễ bị té hơn, nói nhanh cũng dễ bị lắp lời hơn. Cho nên đừng vội, chúng ta dùng cái dầu hạnh nhân để đưa vào da. Mỗi một ngày nó nuôi da quý vị, nó giúp da quý vị trắng, sáng, mịn. Và đồng thời cái chất retinol trong vitamin A của dầu mè, của dầu hạnh nhân, của hoa hướng dương, nó sẽ đẩy lùi những cái đốm lão hóa nằm trên da quý vị, mà người Việt chúng ta gọi là nám hay là gọi là tàn nhang. Và hay nữa, những cái vết thâm quầng mắt nó sẽ mờ đi, mà quý vị hãy không có tốn tiền đi mua những cái chất mà để làm tà cho nó hết thâm quầng mắt. Thì trong cái bộ cream này là cái bộ cực kỳ độc đáo, thưa quý vị. À, một cái nữa Nhi Phương nhắc quý vị, cuối cùng cái tinh chất Nhi muốn nói tới mà độc đáo nhất đó là cái gì? Đó là trứng cá hồi. Trứng cá hồi đã được những cái người minh tinh nổi tiếng của trên thế giới dùng trứng cá hồi tươi để đắp vào mặt. Một liệu trình có thể từ 2.000 đến 5.000 đô tùy theo cái loại và tùy theo cái spa nó chọn. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được như vậy. Chúng ta ngán tiền và chúng ta không có phí như vậy, đúng không? Chúng ta phải là minh tinh mà. Nhưng Billmore đã giúp quý vị đứng ngang hàng với những minh tinh đó bằng cách dùng trứng cá hồi đưa vào cream cho quý vị xài. Chúng tôi luôn luôn tìm hiểu những cái thành phần độc đáo nhất để phục vụ cộng đồng của chúng tôi, phục vụ những khách hàng mà đặt niềm tin vào Billmore trong 15 năm qua. Làm sao để Billmore luôn luôn dẫn đầu ở thị trường mỹ phẩm Hoa Kỳ bởi chất lượng. Thưa quý vị, một lần nữa, nhau trứng cá hồi từ Collagen Drink ngày hôm nay đã được đưa nhau trứng cá hồi
vào cái chai serum quý vị thấy trên màn hình. Thưa quý vị, nhau trứng cá hồi tác dụng như thế nào? Thì Kim mời quý vị xem cái tác dụng của nhau trứng cá hồi sau khi nghiên cứu như thế này. Thưa quý vị, đặc biệt nhất đó là nhau trứng cá hồi đó thì nó giàu protein và giàu vitamin và đặc biệt nó giàu khoáng chất. Mà khoáng chất đó nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Cho nên axit amin nó rất là giàu và các lipid tự do của nó được ghi nhận là cực kỳ tốt cho da. Trứng cá có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Thưa quý vị, ngoài ra trong cái trứng cá này nó có omega, chất béo omega là 3 và 6, giúp dưỡng ẩm sâu tận hạ bì của da, cải thiện kết cấu da. Thưa quý vị, đặc biệt nhất nó làm da mềm mại và hay hơn nữa. Và riêng màn hình quý vị thấy cái chai serum chính giữa đúng không? Chai serum này là cực kỳ độc đáo và cực kỳ mạnh bởi vì nó giống như các thành phần chung với các loại cream thôi, nhưng đặc biệt có một cái loại hoa gọi là một cái loại tinh chất nó được chiết xuất từ một cái loại thực vật có hoa thuộc cái dạng là Pancarium Martinium, là một loại thực vật có hoa thuộc dòng họ hoa loa kèn. Cho nên người ta đã dùng cái tinh chất tế bào gốc của một cái dạng thực vật giống như là hoa loa kèn để đưa vào đây. Để chi? Vì trong cái chất đó nó cực mạnh về làm trắng da và tái tạo da quý vị. Thì tóm lại, trong bộ sản phẩm này chúng ta có 3 thành phần. Thứ nhất là cream ban ngày, thứ nhì là cream ban đêm, thứ ba là serum. Thì cách dùng thế nào? Thưa quý vị, Ngọc Nhi đó là sáng dậy, Ngọc Nhi rửa mặt sạch, Ngọc Nhi thoa một lớp kem ban ngày lên. Sau đó quý vị có thể trang điểm thoải mái bởi vì nó rút ngay vào da. Và cái texture của da có nghĩa là cái độ nhờn của da nó độc đáo lắm. Một sản phẩm cao cấp hay không khi đưa lên tay quý vị. Nếu là những nhà chuyên nghiệp, quý vị cảm thấy cái độ mềm, cái độ mịn và cái độ thấm vào da quý vị. Thì cái này là tuyệt vời. Quý vị xài cái này ban ngày đó, quý vị tin tưởng rằng là ồ, trong đầu quý vị nghĩ rằng tôi không có lo những cái tia nắng, những cái tia UV sẽ làm hư da của tôi. Bởi vì trong này các chất vitamin đã cản được nó rồi. Từ cái hoa của cái gọi là hoa hướng dương, nó làm từ một cái dầu của hoa hướng dương, quý vị yên tâm. Rồi nguyên một ngày đó quý vị đã được dưỡng ẩm rồi và dưỡng da và được ngăn chặn tia UV rồi. Chiều về quý vị nghỉ ngơi, quý vị tắm, lúc này quý vị dùng cái serum và cái kem ban đêm. Ngọc Nhi dùng, Ngọc Nhi thích những cái serum là dùng cho cổ. Phụ nữ chúng ta đó không che được cái sự già nua tuổi tác bởi cái cổ mình nó nhăn và nó sậm màu. Thì cái serum này nè, nó cực mạnh, nó mạnh đến độ và nó giúp được cái da cổ của chúng ta căng ra, tươi ra và sáng ra, ngoài trừ cái da mặt. Và đặc biệt trong cái serum này, cái thành phần cao nhất của nó là dầu omega 3 và 6, quý vị chậm vào cái quầng mắt. Nó sẽ giúp quý vị là không bị thâm quầng mắt, không bị nhăn quầng mắt, cả cái cổ của mình. Sau khi sức serum xong, chờ khoảng một vài phút, quý vị sức cái kem ban đêm lên, rồi mình đi ngủ. Thì những chất Ngọc Nhi có nói quý vị đó, thứ nhất là dầu hoa hướng dương, thứ nhì là dầu mè, thứ ba là dầu hạnh nhân, nhau trứng cá hồi và tinh chất chiết xuất từ tế bào gốc của hoa loa kèn. Nó kết hợp trong 3 sản phẩm này, nó sẽ đưa quý vị đảo ngược lại cái tiến trình lão hóa da. Và cái hay nhất là nó repair lại những tế bào đã bị hư tổn. Quý vị biết đó, có nhiều khách hàng đó làm cứ nói như vậy là cái da chị đó, chị xài mỹ phẩm mười mấy năm, năm bảy năm nó cũng như vậy. Quý vị biết không, riêng sản phẩm này, quý vị cho Nhi xin 2 tuần thôi. 2 tuần lễ mà thôi. Chính quý vị sẽ cảm nhận được cái sự thần kỳ, cái sự tuyệt diệu của nhau trứng cá hồi đưa trực tiếp lên mặt quý vị. Và cái sự tuyệt diệu của các chất dầu đặc biệt kết hợp lại. Quý vị biết đó, ở Billmore có một cái sản phẩm gọi là Retinol Gummy, một cái viên nhai. Retinol được làm từ vitamin A. Thì trong cái sản phẩm này nó lại có retinol để làm đều màu da từ vitamin A. Mà vitamin A này được lấy từ dầu mè. Cho nên tất cả những cái loại vitamin trong sản phẩm này đều được chiết xuất từ thực vật. Chỉ riêng có nhau trứng cá hồi là chiết xuất từ là con cá cá hồi mà thôi. Quý vị, một sản phẩm độc đáo thế này đã được Billmore độc quyền sản xuất và phân phối cho quý vị. Quý vị thấy không, ở thị trường đó, quý vị có thể mua được hàng trăm hàng ngàn loại cream. Nhưng mà những cái loại cream đó, cái quan trọng nhất là mắc bao nhiêu không ngán. Cái sợ nhất là cái gì?
trong đó là cái gì? Là hóa chất để tẩy da quý vị trắng, là hóa chất để làm quý vị ảnh hưởng sau này, hay là thực vật. Đây là một cái sản phẩm làm từ tế bào gốc thực vật và nhau trứng cá hồi. Thưa quý vị, rất là tốt, rất là độc đáo. Thì một bộ như vậy nó gồm có là một cái ngày, một cái đêm, một cái serum. Thì thưa quý vị, nếu quý vị order ngay ngày hôm nay nhé, ngay sau ngày hôm nay quý vị sẽ được mua một tặng một, mua một tặng một ngay ngày hôm nay, ngay trong cái chương trình này mà thôi nha quý vị nha. Và nếu quý vị không có gọi vào ngay ngày hôm nay thì chương trình ngày mai, ngày mốt nó sẽ khác rồi. Thì đặc biệt khi mà cho ra thị trường, luôn luôn đi bán một tặng một để quý vị đỡ phải ngán tiền. Thường thường đó, phụ nữ chúng ta là ham mới, thích cái gì mới, cái gì lạ, nhưng mà lại sợ là sợ tốn tiền, tại vì cái gì cũng mua hết rồi. Thì để quý vị không có ngán, thì quý vị rủ người bạn nào đó của quý vị đi, mua một tặng một, hai chị em chia ra, tính là một người có 90 đồng. 90 đồng cho ba loại cream, ngày, đêm và serum, để repair lại cái tế bào da, mà dùng được một tháng trời hơn, rất là rẻ. Mỗi người có 90 đồng, đúng không quý vị? Mà một tháng trời thì quý vị tới một ngày bao nhiêu? Ngày có 3 đồng bạc à? Đó, một ly cà phê đã hơn rồi. Thì hãy một lần thử để trải nghiệm làm sao mà những minh tinh nổi tiếng người ta lại tốn rất là nhiều tiền để dùng trứng cá hồi tươi đưa lên mặt là như vậy đó. Thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó là như vừa rồi Nhi thấy có rất là nhiều chị bạn Ngọc Nhi đó, khách mới rất là đông. Gần đây Billmore mỗi ngày đều có hàng trăm khách mới gọi vào, bởi vì được nhận những cái sample miễn phí, được nhận những cái tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, đây là cái sản phẩm không làm như thất vọng. Ngược lại khoảng 6 tháng trước đó, thì lúc đó là những cái nhà sản xuất tế bào gốc họ luôn luôn họ gửi sản phẩm mới để chào mời. Thì Ngọc Nhi mới thử. Thì quý vị biết là Ngọc Nhi thử chỉ có khoảng 2 tuần. Ngọc Nhi mới nói với Jennifer, con gái Ngọc Nhi, là con gọi ngay lập tức và gửi cho mẹ một bộ ngày đêm và serum, một bộ chánh thống để mẹ dùng thử. Nếu mà được thì mẹ đặt hàng. Quý vị cứ tưởng tượng rằng Ngọc Nhi chỉ dùng có 10 ngày thôi, thì Ngọc Nhi cảm thấy rằng không có cái gì mà không có hài lòng hết trơn á. Bây giờ thì quý vị biết là thường thường trời lạnh đó là quý vị sức cream dưỡng da lên nó không có thấm. Là bởi vì có những loại cream, quý vị nhớ nè, nó chỉ chịu được dưỡng ẩm khi cái thời tiết bình thường thôi. Nhưng thời tiết lạnh quá hay nóng quá nó không có work được. Đây là một cái sản phẩm mà nó rút rất là đặc biệt. Trời lạnh thế nào, nó vẫn có thể bảo vệ được làn da quý vị. Trời nóng thế nào, nó vẫn giúp da quý vị mát được, bởi vì nó dưỡng chất của nó nuôi da quý vị. Quý vị biết không, phụ nữ chúng ta đó, cái làn da mà mình bị không có đều màu, mình bị nhão, mình bị chảy xệ, cái nguyên do chính là chúng ta chăm sóc nó không đúng cách. Thường thường đó, quý vị biết đó là khi mà quý vị đã bị lão hóa da rồi, cái tâm lý quý vị đó không có chịu ngồi yên đâu, mình phải làm tùm lum hết, ai kêu cái gì làm cái nấy, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị phải cảm nhận được là cái da quý vị nó cần cái gì. Thì ngay lập tức, ngay bây giờ, cho dù quý vị 30 mấy tuổi hay là 60 mấy tuổi, làn da quý vị cũng đã bắt đầu lão hóa hoặc là lão hóa nặng rồi, không trễ đâu, hãy đưa nó vào, hãy đưa dưỡng chất vào đúng cách. Từ thứ nhất là dầu từ hoa hướng dương, Ngọc xin nhắc lại, trong cái hoa hướng dương đó nó có chất gì. Thì quý vị, những cái chất đặc biệt trong cái hoa hướng dương này thì nó sẽ giúp như thế nào về da quý vị, xin nhắc một lần nữa cho quý vị hiểu là trong cái hoa hướng dương, dầu hoa hướng dương nó có chất chống oxy hóa cực mạnh, bao gồm vitamin E nè, vitamin A nè, vitamin C và vitamin D. Thì vì vậy nó giúp tạo ra các tế bào mới và làm mịn các đường nhăn và nếp nhăn, bởi vì dầu hướng dương rất giàu vitamin A. Vì vậy nó giúp tăng cường sức khỏe làn da, kết hợp vitamin E làm sáng da, chống oxy hóa. Nhưng đặc biệt nó giúp quý vị là sẽ không có bị mụn, không có bị mụn và không có bị nhờn. Thứ nhì là dầu mè. Dầu mè nó có 5 tuyệt vời của nó là ngăn ngừa nhiễm trùng mụn cho vi khuẩn làm ra mụn, sửa chữa tế bào bị hư hại, cải thiện lưu thông máu của da, rồi làm chậm quá trình lão hóa của da, ngăn chặn tế bào da khỏi bị oxy hóa, giúp gọi là ngăn ngừa nếp nhăn và làm khít lỗ chân lông. Cái khít lỗ chân lông là cần nhất. Rồi kế đến nữa đó, nó giữ nước cho làn da.
Rồi cuối cùng là nó giúp sáng da, bởi vì cái chất kẽm trong cái dầu mè nó cao cho nên nó giúp sáng da và nó giúp sản xuất ra collagen. Đặc biệt nhất nữa là nó làm căng da và hút độc chất ra ngoài. Dầu hạnh nhân, kế nữa là dầu hạnh nhân. Thì dầu hạnh nhân nó cải thiện cái độ sáng tổng thể của da. Bởi vì trong dầu hạnh nhân nó chứa vitamin A cao. Vitamin A là một cái loại được làm ra có chất retinol. Thì quý vị dùng cái dầu này đó, nó sẽ cải thiện cái độ sáng tổng thể làn da. Và đặc biệt nó giúp cho làn da quý vị đều màu, ngăn ngừa nếp nhăn. Và đây là một cái giải pháp rất độc đáo cho một cái làn da sẽ tươi trẻ. Đặc biệt nhất nó loại bỏ vết thâm. Nó giúp cho da quý vị không bị những cái vết thâm và thậm chí thâm quầng mắt nó cũng hết nữa quý vị. Cuối cùng là nhau trứng cá hồi, bởi vì nhau trứng cá hồi nó mạnh những cái chất như là axit amin và lipid. Rồi đặc biệt nhất là nó giúp bảo vệ nuôi dưỡng da bằng dầu omega 3 và 6. Đó là những tinh chất rất là tuyệt vời để quý vị đưa lên da quý vị mà quý vị không có sợ bị ảnh hưởng quá chất. Thưa quý vị, nhiều năm nay, mỗi một ngày, Billmore càng đứng vững và bước cao lên cái đỉnh cao của cái sự hiện đại từ những cái loại cream kết hợp với khoa học hiện đại, cho nên chúng tôi chịu khó nghiên cứu. Vì vậy, thường thường đó, những nhà bán mỹ phẩm đó là chỉ mua về rồi bán, chứ không có nghiên cứu. Chúng tôi có những phòng nghiên cứu ở tại Đức, ở tại Frankfurt của Đức. Chúng tôi có những phòng nghiên cứu ở tại Nhật Bản. Những viện nghiên cứu ở tại Đức là viện nghiên cứu tế bào gốc thực vật dùng cho da. Chúng tôi đã làm việc hơn 10 năm nay với họ. Và ngày mỗi ngày họ vẫn nghiên cứu tiếp những cái loại thực vật nào, những cái loại tế bào gốc nào đưa vào da quý vị. Thì đây là một cái bộ kết hợp tuyệt vời giữa thực vật và nhau trứng cá hồi. Từ dầu thực vật, đây là một cái bộ tế bào gốc thực vật để phục hồi lại tế bào da quý vị. Mình xin nhắc lại, Ngọc Nhi không có tẩy da quý vị. Công ty Billmore luôn luôn giúp khách hàng tái tạo tế bào da, điều chỉnh tế bào da, phục hồi tế bào da và giúp tế bào da sản sinh tế bào mới. Đó là cách thông minh nhất mà chúng tôi giúp quý vị để repair lại cái làn da đã bị lão hóa. Quý vị nên nhớ, lột da rất là dễ, tẩy trắng da rất là dễ. Hàng ngàn loại mỹ phẩm tẩy trắng da quý vị ngoài thị trường. Nhưng tìm một công ty mà giúp quý vị tái tạo tế bào da, phục hồi tế bào tổn thương, giúp da quý vị sản sinh tế bào mới và làm trắng đều màu da bằng những tế bào gốc thực vật, điều đó ít có công ty mỹ phẩm nào làm được. Ngọc Nhi đã đáp lại cái tình yêu thương của quý vị dành cho Forever Biomo bằng cách mỗi ngày nghiên cứu những sản phẩm tốt hơn nữa để giúp quý vị hài lòng hơn. Bởi vì sự hài lòng của quý vị là thành công của chúng tôi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hãy nhớ đây là chương trình rất là đặc biệt. 1-888-933-7624 gọi ngay bây giờ, gọi ngay ngày hôm nay để được mua một tặng một. Chỉ trong ngày hôm nay mà thôi. Mua một tặng một, gọi ngay bây giờ. Một bộ 180 đồng, quý vị sẽ được mua một tặng một ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay. Đừng chần chờ gì nữa. Đôi khi chần chờ một chút mà nó hết hàng, nó không còn bán một tặng một thì uổng lắm quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã yêu thương Forever Be More trong nhiều năm qua. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an, thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.